hôm nay lại về em. Vâng, hôm nay về nhiều lắm anh ạ. Cái gì mà nó bọc kỹ đấy? À, em đang nghi đó là màng lăm ấy. Đó, đây. Mẫu đẹp đấy. Mẫu mới đấy. Mẫu mới à? Mẫu mới về. Wow. Chất vãi. Wow, đẹp đấy. Về hai mẫu mới luôn anh ạ. Hai mẫu cơ? Dạ. Đâu? Còn mẫu này nữa. Mỗi nhìn nó sáng hơn. Mỗi cái đẹp một kiểu, cái sô cô la, cái kiểu cà phê pha sữa ấy, kiểu bạc xỉu. Rồi thô ráp đẹp vãi. Cái trơn bên trong là lại sâu dế không lên được. Không lên được ấy. Ờ. Mà đựng nước cái này cũng nặng, ờ, không đổ được. Cái này thì để rau rồi thì nó sần sùi. Hay đấy. Ờ. Cầm chắc tay. Đây như đá composite. Đó. Xem bên trong có gì không? Cái này thì toàn là máng này, mình nó bọc cũng kỹ nhưng mà mình vẫn phải xem lại. Có vỡ không ạ? Vỡ không. Tại nhiều anh nhìn thấy nhiều lần hàng về này toàn vỡ. Thùng mẹ nát tươm. Lời lãi đâu vào hết mà cái đồ vỡ này hết rồi. Ừ. À, ngon đấy. À, nó bọc cẩn thận. À. Bọc có tâm hơn hẳn đúng không? Vâng. Chắc thế mấy cái này chắc không sao, không cần. À, tí mình vẫn phải check lại. À, ok. Ôi dồi, nát. Đấy, chùm này nát rồi, không biết gì. À, may. Đây là lá cây giải ạ. Trông như canapit. Ôi dồi. Bóc ra được rồi. Cây trang trí. Em bóc hẳn ra. Đây. Cho anh thử cái này. Ui, chuẩn mạ, chuẩn lá cần luôn. Đẹp quá. Cho có cả phần dính lên kính này. Vâng. Dính kính trang trí bể để tạo môi trường tự nhiên. Đấy, còn làm tươi cái bể hơn. À, đúng rồi. Thức ăn rùa nước. À, tại này thức ăn tên nó là gì đấy? SICM. Vị gì đấy? Vị cá anh ạ. Đâu chứ? Fish food. Fish. Thức ăn khô đúng không? Thức ăn khô. Không vỡ nhỉ? Không. Tò mò quá. Ăn bóc. Bọc xốp này có vẻ cẩn thận. Chắc là giống cái máng lúc trước thì vậy. Đây, đúng nghi là mạng. Đó, mạng là mạng. Đẹp ghê. Chắc máng này chắc chắn anh sẽ mua này. Đẹp quá. Không tự nhiên, không như kiểu khúc cây nó bị khuyết một cái đường lỗ xong rồi có tí nước, tí đồ ăn trong, không đẹp thật. Mà nó trang trí được, để trang trí cũng đẹp. Đây. Cùng này mở tung hết cả ra rồi. Vâng, này mở rồi anh ạ. Nó rách à? Nó rách. Vận chuyển nát rồi. Đây. Đây có thùng kẹp gấp. Kẹp gấp lần này mẫu mã nhìn không nó đẹp hơn. Dài phết nhỉ? Đây, bao nhiêu phân? À, 28 cm rồi. Để gấp. Để gấp cho bọn rắn độc có khi cũng được nhỉ. Gấp cho mấy con kiểu monitor hoặc là lizard gì đó đều được. Đây còn có chụp đèn. Thử anh xem nào. Ui, trông nó móp méo lắm, không biết có bị. Đấy, tí thì mình phải bóc từng cái ra mình kiểm tra. Vâng. Thử anh xem cái chụp đèn này. Bỏ tí ra luôn. Đâu. Đẹp quá. Có cả công tắc luôn. Có công tắc. Tắc.
Đây còn có lớp tráng gương nữa, tráng bạc bên trong. Tráng nhôm, nhớ kim loại để hội tụ ánh sáng xuống tốt hơn, đẹp ghê. Đây mà mình treo cái đèn này lên như này, không thả xuống đẹp. Ừ, được đấy, được đấy, hay đấy. Được. Wow. Ôi trời, xung quanh có vẻ nát nhiều. Ui, nát man ra. Nát không còn cái gì để mà nát. Chắc là vỡ. Thì dễ vỡ nhiều. À, hàng chủ ấy. Không, nhưng mà nó bị đát, nhưng mà bên trong nó bọc này, cẩn thận. Ờ, bóc bóc anh xem hai chú loại gì. Hay nó hang giả đá. Ồ, ừ, chắc tay lắm. Cái lỗ làm gì em? Ê, mình có thể trồng cây hoặc bỏ mấy cái viên sỏi màu trang trí được. Anh cho cái cây này vào được không? Được anh, cây vạn niên thanh ạ. Không cần nhiều ánh sáng. À, ờ nhỉ. Ok, cảm ơn. Có xem hết xem có bị vỡ thế nào không? Đây, xem hết đi. Hai lần này nó bọc cho mình cẩn thận này. Thế như lần trước vỡ, nhập 20 cái nữa. Đây, vỡ em này. Chết rồi. Bóc để vỡ xem. Bọc kín mà vẫn vỡ, vỡ nát luôn. Ôi trời ơi. À, xem còn mấy cái nữa. Đây, lại vỡ tiếp rồi. Tiền thì đâu cho hết. Tiền để vào những cái chỗ này vỡ này hết rồi. Còn cái gì nữa? Ê, chợ thôi bỏ riêng ra ngoài. Vỡ đây tiếp. Lại nữa này, vỡ tiếp. Còn không em? Còn đấy, nhưng mà không biết còn vỡ không. Đây vỡ rồi. Ôi trời ơi, bố mẹ nó hết rồi. À, vỡ tiếp rồi, em bỏ ra. Xem thùng bên cạnh em nào. Xem có khá khẩm hơn không. Thùng này lại là lót anh ạ. Lót vỏ thông. À, đẹp quá nhỉ. Đấy. Lót này thì không vỡ được. Thùng này nhìn bọc này là hai. Chắc là ăn thử. Kiểm tra xem nó bị vỡ thế nào không? Xem nó mẫu hang gì anh ạ. À, mẫu cùng mẫu cũng kia. Cũng giống nhỉ? Mẫu kia, nhỏ hơn. Nhỏ hơn, giả đá. À. Đào cái đáy. Cái này như vỡ không? Không, không. Không rồi. Cái này nhỏ, ít ít vỡ. Nhỏ nên đỡ vỡ này. Không nhận. Cái thùng này ngon. Ừ. Ồ, còn nữa cả. Còn đấy ạ, lần này về nhiều lắm. Đây là gì đây? Đây là sưởi đêm ạ. Nó để làm gì em? Nó giúp giữ nhiệt độ ổn định vào ban đêm. Con vật không bị lạnh, không bị bỏ ăn. Đây loại 50W này.
Nó không phát sáng à? Bóng này bóng chỉ phát ra nhiệt anh ạ. Không có ánh sáng. Tỏ hơi nóng à? Dạ vâng. Bóng em biết bị vỡ. Bóng này thì phải check. Nhiều lúc nó sẽ bị mẻ. Nước gì đấy không? À. Bóng này thì lắc là mình biết. Lắc là biết luôn à? Vâng. Ừ, thôi thì cái này chắc tí nữa kiểm tra. Ê, nhiều đấy. Còn đây là gì đây ta? Nó hức quá. Đây là UVB. UV à? Wow. UVB. Nhiều quá. Để anh thử một cái xem nào. Ôi, cái hãng này tốt này, không gì à. Tốt hơn so thằng Bossy. Em thấy cái chất lượng bóng nó tốt hơn. Vật liệu và bọc bên trong nó cẩn thận hơn. Ừ. Giúp anh giúp cái này. Ờ, công nhận cầm cái đèn nó có vẻ tốt hơn. Giá thành vẫn thế này. Giá thành vẫn thế. Ừ. Và chất lượng tốt hơn. Dùng cũng yên tâm hơn. 5.01 29-32mm là có tác dụng. Ồ, hay quá. Đấy nó còn di ẩn lên như thế luôn. Bóng UVB này thường mình nhập hai loại là 5.0 và 10.0. 10.0 khác à? Dạ, 5.0 là dành cho bọn nhiệt đới, 10.0 là cho sa mạc và hoang mạc. Thế bọn rùa nước anh? Rùa nước thì mình có thể dùng cái loại 5.0 hoặc là đèn 3.0 cũng được. À, có cả 3.0 nữa. Có đó. Ui, thùng gì nữa đây? Ui. Cao đó. Thùng ngoài giống thùng chụp đèn. Ủa? Chụp đèn. Giống cái vừa lấy là có vâng. Công tắc đấy. À rồi, ok. Tí mình kiểm tra lại nó bị móc nhéo. Thùng dưới là thùng gì? Không như cái bãi rác. Đây cũng chụp đèn anh. À, chụp đèn à? Ok. Ngon quá nhiều nữa. Quá tốt. Ok, cảm ơn em rất nhiều nhá.